các trọng tài cho tín hiệu vòng chung kết bắt đầu. Vậy là vòng chung kết bắt đầu anh em nhé. Nhìn chim đấu đẹp kinh hồn luôn. Các nghệ gia chúng ta lưu ý, tại hiện nay trọng tài vẫn còn ném bóng thì các thái độ của chim rất đều, chúng tôi vẫn ném bóng để so sánh. Chú chim đoạt giải nhất phải là chú chim hay nhất. Rồi ôi, cùng đánh đẹp. Quá đẹp. Đặt cái đất đề nghị cho cả các bạn. Và bốn nha, bốn chiếc chim chúng ta vào giữ chim của mình. Ở đây là